Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Transformer nhé. Và bắt đầu thôi nào. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và mình mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào mục đăng ký đi, rồi đăng ký để ủng hộ mình, có động lực mình làm thêm nhiều cái sản phẩm khác hay hơn. Ê, tôi bấm lộn nút. Bây giờ là tự mở cửa hay là sao? À, phải thử mấy con này trước đã. Ê, thằng ấy, thằng Karim nó cứ đứng chặn đường mình thôi. Hình như là mình phải đợi cho cái thằng sắp quay nó mở cửa hay vậy. Tại vì thằng này đâu phải thằng sắp quay, thằng này là cái thằng xe chạy bên dưới, mà sắp quay là máy bay. Tavrim cũng là máy bay nữa. Không chưa? Phải thả cái con robot nó ra để nó mở cửa cho mình. Thì mình phải phòng thủ ở đây. Đúng rồi, phải phòng thủ. Mày áp sát lại anh nè. Đâu phải muốn áp sát là dễ. Không, nó cứ áp sát lại mình thì mình đánh tay thôi. Mày ok, đạn mình nhiều quá. Còn một con súng nè. Hình như là mấy cái khẩu này giống nhau nên mình không có cầm được á. Chỉ có đổi khi nào mà nó khác nhau thôi. Cái này là sao? Bây giờ mình phải phòng thủ để cho cái con được rồi hả? Chạy thôi. Là mình cứ phải đến những cái cục này nè để mình gọi con Rumble ra cho Rumble nó chạy. Hay. Chót quay kìa. Mình thích chơi sóc quay hơn, tại vì sóc quay nó là máy bay á, nó lợi hơn. Mày ra đây em.
Ui đông vậy. Đông lắm luôn. Biết rồi, từ từ nào. Còn một cục nữa thì phải. Wow wow. Gọi Rumble ra. Ê, cái khẩu này mình thích nè. Khẩu này đỡ phải nhắm. Wow. Mày. Cái khẩu này đỡ phải nhắm. Đỡ mệt. Rumble ra đây. Hình như còn cái này nữa thôi. Nhưng mà khẩu này thì điểm yếu của nó là ít đạn. À. No 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 no, không ổn rồi. Đông quá. Xong rồi hả? Xong rồi. À nãy giờ cái đám bỏ là của Decepticon. Nhưng mà chắc là không, do không có hiểu nhau, không có hiểu ý của thằng thủ lĩnh, không có hiểu ý của Megatron cho nên nó mới loạn như vậy. Three influence the swarm, but as is the case with such primitive societies, they do so only through asserting dominance. When they are present, the others defer to them. But when they are absent, they'll still be feral bugs. Wait. Cease your whining, Starscream. Now let me focus on opening this door. Rồi rút kinh nghiệm bây giờ. Cái khu vực này bắn, nó bắn mình rất là đau, rất là rát luôn. Cực kỳ rát luôn. Cho nên là hơi khó chịu tí. Với lại mình cũng chưa biết cái cách để đổi súng nữa. Tại vì mình có cài cái khẩu súng, một cái khủng như súng hạng nặng theo. Nhưng mà nó lại ấy quá. Thế này nè. Based on a very preliminary assessment. Yes, quite. Mạnh
Nhưng mà sau khi mà bắn hết đạn này á, thì mình không biết làm sao để đổi nữa. Mỗi cái một viên. Ô, không đúng à, đáng lẽ là mỗi cái một viên chứ. Không hết chưa? Có cục máu không cho em xin với. Mở cửa đi, mở cửa, đúng rồi. There, turrets deactivated. They should no longer be a hindrance. A significant amount of firepower. We are getting close. Decepticons, have you obtained the dark spark? Not yet, Lord Megatron. We encountered unexpected resistance in the. Okay, nếu mà theo đúng cốt truyện thì mình nghĩ là cái phần này là phần kể trước. Lord Megatron, we are just outside. Nếu mà theo đúng cốt truyện thì phần này là cái phần kể trước khi mà cái ngôi sao đen á, nó xuống trái đất. Cơ mình có electric rồi, mình có cái khẩu này đang sử dụng. Làm sao để đổi súng được ta? Đổi từ cái màu vàng này sang màu xanh á. Shockwave? Yes, I see it too this time. Curious. Ok, mình đang là Decepticon mà cho nên là cái việc mà đánh nhau với Autobot là điều bình thường. Những cái con bay đó rất là nguy hiểm nha. Mình nói nó nguy hiểm là vậy mà nó bắn một cái là tập hết máu rồi. Mày, ôi nó còn biết ném lựu đạn nữa hả? Autobot này mấy cái cục nó nguy hiểm lắm. Nó cứ bay theo bắn. Ôi, sắp chết rồi. Nấp nè. Your idea of good news?
You can be quite short-sighted, Starscream. You see peril where I see proof. The Dark Spark is here. Tracing conduits. Four terminals control access. Simultaneous upload of keys required. A pity, then, that we are only three. Laserbeak, eject. My mistake. Three and a half. Spread out and find the other three access terminals, then await my signal. I shall secure the fourth. Ok, vậy bây giờ mình là đổi sang ấy nữa rồi. Đổi sang Shockwave. Giờ mình còn phải truy cập vô cái hệ thống của Autobot để hack tới cửa. Chúng này đắp một chiêu đã được. Ôi lại Rini. Chết rồi, không để ý. Lui ra. Nó bắn mình mà mình không để ý cho nên mất máu nhiều quá. Lại đi đi. Chúng này bắn xa không tốt nha. Súng này mạnh tầm gần thôi cho nên là mình phải đổi cái loại khẩu shotgun này. Khẩu shotgun. Shotgun thì mình nghĩ là bắn nó sẽ có cái lực đam mạnh hơn. Đấy, lực đam mạnh hơn bắn 3 viên là xong. Excellent. Lord Megatron will be most pleased. Nó mạnh hơn nên có khác. Đây là cái lò năng lượng mà mình còn phải lên đó mình ngắt. Và đến giờ máy bay rồi. Máy bay hành động. Oh. Đồ. Đâu đấy nhá. Không thích chơi chỗ này đâu, nó bắn từ mọi hướng. Nhập máu. Kẹt cái này xuống. Ồ, thôi mình không cần khẩu này đâu. You are not the only one encountering difficulties, Starscream. Mình thích nhanh gọn lẹ bắn một lần là chết. Ở cầu thành.
Ah, đây còn một. Sao nhiều vậy? Thôi mình đưa chuộng cái khẩu sắp đơn thôi. Có chỗ nạp đạn không? Đây 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 có đạn. Mình như làm những cái chỗ trên cao đó. Ủa, mình không muốn bị điện giật rồi. Mấy cái chỗ trên cao này có thể là sẽ gặp những cái con nhỏ nhỏ. Những cái con nhỏ nhỏ là mấy bạn thấy không, nó rất là nguy hiểm. Đó đó, đó rồi luôn. Không để ý cái là xong. Ok, và cái này là cái cuối cùng này. Thì mình chiếc qua cái phần đó cho nó lẹ mà. Đã mất thời gian. I am nearly at the upload point. Né qua. Để cái cửa ra đây rồi. Cái cửa vào chứ. Mình cũng phải vào đây để mình hack. Nhiều Autobot ở trong á. Chạy. Mình chỉ cần mình đứng ngoài mình bắn thôi, thì Autobot. Autobot nghỉ. Autobot trong này không có máy bay đâu. Cho nên là khá là dễ cho mình. Và hack nó thôi. See, Ironhide? I told you this would work. They had no idea we were tailing them. Well, I don't like it. Nothing's ever this easy, Sideswipe. Here we are. The vault is open. What the? Autobots! They have the Darkspark. Quickly, stop them. Oh, great. Now we're trapped. Not for long. Ok, và chắc là video này cũng dừng tại đây nha. Thì nếu mà bạn nói hay, like và share đi sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nha. Với một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, cứ đăng ký đi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.